năm tư thế yoga giảm mỡ bụng cứng đầu. Cực nhanh cho eo thon gọn. Bụng là một trong những vùng mỡ cứng đầu và khó loại bỏ nhất khỏi cơ thể. Hầu như trong mọi hoàn cảnh, bụng mỡ to béo luôn là điểm đầu tiên gây chú ý nhất khi ai đó tình cờ gặp bạn. Vì lý do đó, bạn luôn cảm thấy khá e rè. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của bạn. Thật vậy, mỡ bụng liên quan mật thiết tới các bệnh tim bệnh tiểu đường loại 2, kháng insulin và thậm chí một dạng ung thư. Việc loại bỏ lượng mỡ dư thừa này rất quan trọng vì đây là một trong những vùng tích chữ mỡ dễ dàng và nhanh nhất trên cơ thể. Dù có rất nhiều bài tập và tư thế yoga giảm mỡ bụng, nhưng năm động tác dưới đây có hiệu quả cao, nhất và hoàn toàn phù hợp với mọi thể trạng cơ thể. Tuy nhiên, mọi người cần hiểu rằng để loại bỏ mỡ tốt chế độ dinh dưỡng là điều kiện tiên yếu cần phải tập trung, vì điều này chiếm tỷ lệ thành công tới 70%. Bạn nên luyện tập 5 tư thế yoga giảm mỡ bụng mỗi ngày, để nhanh chóng có kết quả tốt nhất. Một là tư thế rắn hổ mang. Đây là tư thế tuyệt vời để tăng cường sức mạnh và làm săn chắc cơ bụng. Tư thế này sẽ tăng cường sức mạnh cơ lưng, bụng và toàn bộ cơ thể phía trên. Đồng thời giúp cho xương cổ sống linh hoạt và chắc khỏe hơn. Cách thực hiện Nằm sấp xuống sàn Hai chân dối thẳng Đặt hai lòng bàn tay dưới vai Cầm hơi chạm mặt sàn và ấn các ngón chân xuống mặt sàn Hít sâu Từ từ nâng ngực lên Uốn cong về phía sau càng nhiều càng tốt Đây là tư thế rắn hổ mang đang chuẩn bị tấn công mồi với đầu ngẩng cao Giữ tư thế này 15 đến 30 giây tùy vào khả năng của bạn. Thở ra. Từ từ hạ toàn bộ cơ thể xuống tư thế nằm sấp ban đầu. Lặp lại ít nhất 5 lần. Nghỉ 15 giây giữ mỗi lần tập. Đừng tập tư thế này nếu bạn bị tổn thương lưng. Chỗ loét Chứng thoát vị hoặc khi bạn đang mang thai. Hay là tư thế cánh cung. Cánh cung là tư thế yoga giảm mỡ bụng tại nhà tốt nhất. Để tăng cường sức mạnh cơ bụng giúp có vùng bụng đẹp trong khi tập tư thế này. Chuyển động này giúp mát xa bụng và cải thiện hệ thống tiêu hóa. Ngoài việc chống táo bón, nó còn giúp cho giãn cơ thể ra sau tốt nhất. Cách thực hiện Nằm sấp Hai chân dối thẳng Hai cánh tay đặt ra hai bên Cong hai gối Hai tay chạm và giữ chặt hai mắt cá chân Hít sâu Nâng đầu và uống cong về phía sau Nâng hai chân càng cao càng tốt giữ tư thế này 15 đến 30 giây và hít thở bình thường. Thở ra. Từ từ hạ người xuống vị trí ban đầu. Lặp lại ít nhất 5 lần. Nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập. Ba là tư thế con thuyền. Tư thế yoga này giúp cho bụng phẳng và giúp đốt cháy lượng mỡ quanh eo tuyệt vời. Đồng thời, nó giúp cải thiện sức mạnh cho cơ bụng, lưng và hai chân. Lưu ý nếu bạn thích các động tác yoga, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ngay các bài tập yoga tại nhà siêu hiệu quả từ cơ bản tới nâng cao nhé. Cách thực hiện. Nằm ngửa trên tấm nệm mỏng hai chân khép vào, duỗi thẳng, hai cánh tay đặt hai bên hông. Úp xuống. Hít sâu. Bắt đầu nâng hai chân. Không cong gối. Duỗi thẳng bàn chân. Các ngón chân hướng ra ngoài. Nâng hai chân càng cao càng tốt, nâng hai cánh tay, giữ thẳng, cố chạm tới các ngón chân, giữ cơ thể ở góc 45 độ, hít thở bình thường giữ tư thế 15 giây thở ra nhẹ, từ từ quay trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này ít nhất 5 lần, nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập. Bốn là tư thế yoga giảm mỡ bụng. Đây là tư thế đơn giản nhưng hiệu quả nhất trong yoga giúp loại bỏ mỡ bụng không chỉ thu gọn vòng bụng mà còn tăng cường sức mạnh cho hai tay, vai, lưng, mông và đùi. Cách thực hiện 2. Tay và gối tựa lên sàn tập rỗi hai chân thẳng ra sau. Ép các ngón chân xuống mặt sàn. Hít vào và nhìn vào đầu lòng bàn tay để cho cổ thẳng hàng cùng xương cột sống. Hóp cơ bụng lại. Cơ thể bạn sẽ tạo thành một đường thẳng từ góc chân tới đỉnh đầu. Nhớ giữ hai cánh tay thẳng và các ngón tay xòe ra. Giữ tư thế 15 đến 30 giây hoặc lâu hơn cho kết quả tốt hơn. Thở ra. Từ từ hạ gối xuống sàn. Trở lại vị trí ban đầu. Tránh tư thế này nếu bạn bị đau vai hoặc lưng, hoặc bị huyết áp cao lặp lại ít nhất 5 lần. Nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập. Năm là tư thế thuyền nhỏ. Tư thế yoga giảm mỡ bụng dưới nhanh này có tác dụng cực tốt giúp xoa dịu phần ruột kết, điều hòa lượng axit dạ dày, chữa táo bón và cải thiện sự trao đổi chất, giảm đau lưng dưới, làm săn chắc cơ bụng, đùi và hông. Cách thực hiện: Nằm ngửa, hai tay đặt hai bên hông, hai chân duỗi thẳng, gót chân khép vào nhau, cong hai gối và thở ra, nhẹ nhàng kéo hai gối về ngực, hai đùi ấn lên bụng hai tay ôm chân. Giữ gối cố định thở ra nâng đầu lên sao cho cằm chạm vào gối. Giữ tư thế 60 đến 90 giây. Hít thở sâu. Thở ra chậm. Từ từ nới lỏng tay. Kéo về hai bên hông. Lòng bàn tay ép xuống sàn. Lặp lại ít nhất 5 lần. Nghỉ 15 giây giữa mỗi lần tập. Lặp lại những tư thế này mỗi ngày hoặc ít nhất 3 đến 5 lần. 3 ngày trên tuần cách này để tăng quá trình trao đổi chất mọi người nên tập các bài tập này vào buổi sáng lưu ý không phải tất cả bài tập đều phù hợp với tất cả mọi người đừng tập những thư thế này nếu bạn đang mang thai nếu bạn thật sự muốn dễ sinh con bài tập yoga gã cho mẹ bầu là cái bạn cần thay vì những động tác giúp eo thon này bạn nhé mới vừa phẫu thuật bị đau lưng chân nếu bạn cảm thấy đau hãy dừng tập lại ngay nhé và bây giờ bạn đã thấy năm tư thế yoga giảm mỡ bụng này cực kỳ hiệu quả thế nào rồi phải không hãy cùng luyện tập cho vòng eo thon tròn bạn nhé tròn bạn nhé